Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Hiện nay với sự phát triển của khoa học, nhiều cỗ máy ra đời và dần thay thế sức lao động của con người. Những robot với khả năng làm việc chính xác và nhanh chóng chính là nguyên nhân làm cho không ít nông dân trên thế giới phải thất nghiệp. Sau đây là 25 cỗ máy thu hoạch nông sản khổng lồ từ Mỹ sẽ làm nông dân Việt thất nghiệp. Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá nhé! Cỗ máy thu hoạch dâu AgroBot Strawberry Harvester. Có lẽ những hình ảnh nông dân thu hoạch dâu sẽ biến mất nếu cỗ máy AgroBot Strawberry Harvester được nhập về. Máy là robot tự động, được cài đặt công nghệ AI thông minh, nên việc thu hoạch đảm bảo chất lượng hơn khi bạn nhìn bằng mắt thường. Thay vì phải thuê cả chục công nhân, chiếc máy làm việc cả ngày lẫn đêm mà không tốn bất kỳ chi phí nhân công nào. Đối với dâu tây trồng dưới đất như canh tác xưa nay, thì cỗ máy này sẽ khiến chúng ta kinh ngạc bởi khả năng cảm biến những trái dâu chín và cánh tay robot sẽ thu hoạch chính xác, không bị hư hỏng. Máy gieo hạt làm cỏ tự động FarmDroid FD20. Ở mỗi công đoạn gieo hạt hay làm cỏ, nếu làm theo cách thủ công, bạn sẽ phải tốn bộn tiền cho việc thuê mướn lao động. Vì vậy, các nhà chế tạo máy móc của Mỹ đã cho ra đời loại máy gieo hạt làm cỏ tự động FarmDroid FD20. Bằng việc ứng dụng các công nghệ cảm biến hiện đại, máy có khả năng nhận diện cây trồng và loại bỏ những cây cỏ một cách chính xác mà không làm ảnh hưởng đến cây trồng. Đặc biệt, FarmDroid FD20 sử dụng năng lượng mặt trời, vậy nên bạn cũng không cần tốn xăng hay điện cho việc vận hành máy. Quá tiết kiệm khi chi phí lao động ngày càng tăng cao đúng không nào? Theo bạn, nông dân Việt Nam có nên đầu tư loại máy này cho sản xuất của mình không? Comment câu trả lời của bạn trong phần bình luận nhé! Cỗ máy thu hoạch táo Travel Flying Autonomous Robot. Để thu hoạch táo, trước đây những người nông dân sẽ phải hái bằng tay hoặc sẽ lái xe tới từng cây táo rồi rung lắc để thu hoạch. Còn hiện nay, những robot Travel Flying Autonomous với như vòi bạch tuộc khiến người lao động thất nghiệp khi hoạt động hoàn toàn tự động. Nó có thể lựa từng quả táo đủ chất lượng để thu hoạch. Công việc của người chủ chỉ cần nhìn vào điện thoại và biết số lượng bao nhiêu kg khi đã được thu hoạch. Với những vườn lớn cả nghìn hecta cũng chẳng là vấn đề gì. Việc của bạn là sắm nhiều robot và chúng sẽ làm việc cả ngày lẫn đêm, mà chả cần bất cứ công nhân nào. Điều bạn cần làm là kiểm tra sản lượng thu hoạch và quản lý hoạt động của các robot trên máy tính. Cỗ máy thu hoạch cà chua PickRide HC290. Nếu bạn đang trồng cà chua và lo ngại không có công nhân thu hoạch, bạn có thể mua cỗ máy thu hoạch cà chua PickRide HC290. Nó sẽ giúp bạn thu hoạch được khoảng 80 tấn trên giờ. Điều đặc biệt là máy còn được chế tạo có chức năng phân loại trực tiếp quả xanh chín ngay trên máy. Với độ chính xác cao, giúp cho việc thu hoạch cà chua trở nên dễ dàng và nhanh chóng, mà với cách làm thủ công, bạn không thể nào làm được. Cỗ máy thu hoạch dưa hấu Agai AFHT4. Với trọng lượng không nhỏ của những trái dưa hấu, việc thu hoạch theo cách truyền thống chưa bao giờ là dễ dàng. Nó đòi hỏi sức khỏe của lao động rất nhiều. Để có thể thực hiện được những công đoạn bẻ trái, thu gom, vận chuyển lên xe. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của máy Agai AFHT4, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về thời gian thu hoạch, ngay cả khi có diện tích lớn. Chỉ cần vài nhân công bẻ dưa và đưa lên băng chuyền, dưa hấu sẽ được chuyển lên xe một cách nhẹ nhàng. Thu hoạch bí ngô Multi Pumpkin Seed. Với những nông trường trồng bí ngô cả nghìn hecta và những quả bí siêu nặng, thì chúng ta gần như khó có thể dùng sức người.
Vì vậy, việc thu hoạch bí ngô đã được giao cho cỗ máy có tên gọi Multi Pumpkin Seed. Cũng giống như nhiều cỗ máy nông nghiệp khác, Multi Pumpkin Seed được chế tạo để phục vụ cho việc thu gom những quả bí siêu nặng. Không những thế, nó còn kiêm luôn việc xay nát và tách hạt bí riêng biệt ngay trên chính cánh đồng, mà không cần bất kỳ nhân công nào đụng tay vào. Máy thu hoạch bắp cải mini Tumoba. Có hàng trăm bắp cải nhỏ trên cùng một cây, vậy phải cần bao nhiêu người để có thể thu hoạch hết diện tích trồng bắp cải như thế này? Trong khi đó, chỉ cần cỗ máy Tumoba cùng với hai người phụ trách việc đưa cây bắp cải vào máy. Còn lại, toàn bộ nhiệm vụ từ cắt cây, tách bắp cải và loại bỏ thân cây đều do máy thực hiện. Những bắp cải tí hon được thu hoạch nhanh chóng, giảm thiểu tỷ lệ hư hỏng và đưa ra thị trường kịp thời. Tính ra, làm nông nghiệp cũng nhàn các bạn nhỉ? Máy thu hoạch củ cải Ropa Tiger 6S. Khác với sự tưởng tượng của các bạn, rằng việc thu hoạch củ cải chủ yếu do con người làm. Và khi đến vụ, trên cánh đồng củ cải sẽ có rất nhiều người tất bật làm công việc thu hoạch. Thế nhưng thực tế chỉ cần một vài cỗ máy Ropa Tiger 6S cũng có thể làm việc cả ngày lẫn đêm trên cánh đồng, đảm bảo việc thu hoạch đúng thời gian, tránh việc hư hỏng và thất thoát nông sản. Máy thu hoạch củ cải Ropa Tiger 6S làm tất cả các công đoạn từ khâu nhổ, tách đất và ngọn. Củ cải thành phẩm sẽ được chuyển sang xe tải vận chuyển tức thời. Robot thu hoạch kiwi Rusty Vision. Thay vì phải tốn hàng chục công nhân cho việc thu hoạch kiwi, một robot có tên gọi Rusty Vision đã được tạo ra để giảm bớt sức lao động và tiết kiệm chi phí cho chủ vườn. Trí thông minh nhân tạo đã được lập trình để chú robot có thể xác định được loại trái cây cần hái trong không gian 3D, phân tích độ chín để xem quả đó đã sẵn sàng để được thu hoạch hay chưa. Nếu xác định trái đạt yêu cầu, robot sẽ dùng cánh tay của nó cắt lấy trái kiwi, nhẹ nhàng tách khỏi cành mà không làm hỏng sản phẩm. Máy thu hoạch khoai tây Grimmy Varitron 470 Platinum. Nếu ở Việt Nam, việc thu hoạch khoai tây dù có sự hỗ trợ của máy móc nhưng phần lớn vẫn do con người làm, thì ở những nước phát triển, công việc này đều do máy làm. Máy thu hoạch khoai tây Grimmy Varitron 470 Platinum đã góp phần giúp cho việc làm nông trở nên nhẹ nhàng hơn. Đến thời điểm thu hoạch, chỉ cần đưa cỗ máy này ra cánh đồng, với năng suất hoạt động gấp hàng trăm người làm, máy sẽ thu hoạch, làm sạch khoai tây với tốc độ con người không thể sánh được. Máy trồng bắp John Deere DB12. Sự xuất hiện của máy trồng bắp John Deere DB12 sẽ làm bạn không còn được nhìn thấy hình ảnh những người nông dân cặm cụi gieo hạt giống bắp theo cách truyền thống. Bởi máy có thể thay thế vài chục nhân công và làm công việc gieo hạt. Nhờ vào bộ phận được thiết kế đặc biệt có chiều dài hơn 30m, liên tục xới đất, tạo rãnh và gieo hạt. Chỉ cần một nhân công duy nhất điều khiển máy, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí. Và tất nhiên, cũng có không ít người thất nghiệp do lao động chân tay, làm sao so được với máy móc đúng không nào? Máy thu hoạch cà rốt Simon. Bạn sẽ không nhìn thấy hình ảnh người nông dân nhổ từng củ cà rốt lên khỏi mặt đất như trước đây. Thay vào đó, những cánh đồng cà rốt sẽ được thu hoạch chỉ với một nhân công và một cái máy tên Simon. Cỗ máy này làm thay con người với đầy đủ chức năng nhổ cây, loại bỏ đất, cắt ngọn một cách nhanh chóng. Sau đó, cà rốt sẽ được đưa lên băng chuyền
và chuyển sang xe tải để vận chuyển về kho. Toàn bộ quá trình không cần quá nhiều người và rất hiệu quả. Nếu Việt Nam có những cỗ máy như thế này, chắc hẳn sẽ có nhiều lao động nông thôn sẽ bị thất nghiệp. Robot thu hoạch nho Orchard. Trước việc thiếu hụt nhân công thu hoạch nho, người ta đã chế tạo ra robot Orchard để giải quyết vấn đề này. Robot được sử dụng thuật toán nhận thức AI để xác định vị trí các chùm nho. Robot chỉ chọn những chùm chín bằng cách phân loại kích thước và độ chín của nó, xử lý vấn đề đó một cách hiệu quả. Sau khi chọn, robot sẽ tìm cách tốt nhất để tiếp cận nó và sử dụng cánh tay hái để nắm lấy và đặt xuống nhẹ nhàng, đảm bảo việc thu hoạch đạt chất lượng tốt nhất. Máy thu hoạch mía John Deere CH960. Trong điều kiện thuận lợi, máy thu hoạch mía John Deere CH960 có năng suất trong vòng 1 giờ có thể thay thế khoảng hơn 800 lao động thủ công. Bạn thử tính xem mình có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền chi phí để thuê nhân công. Tuy nhiên, để sở hữu của máy khủng này, bạn sẽ phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng. Nhưng với hiệu quả mà nó mang lại, mình nghĩ là rất đáng đầu tư. Còn bạn nghĩ sao? Comment cho mình biết nhé! Cỗ máy thu hoạch cam Osbo 3220. Với những vườn cam bạt ngàn như thế này, việc thu hoạch theo cách truyền thống là điều không thể. Nhưng với sự trợ giúp của cỗ máy thu hoạch cam Osbo 3220, mọi việc trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn rất nhiều. Osbo 3220 được chế tạo với một trụ đứng chiều cao tương ứng với cây cam, gồm nhiều thanh sắt được gắn. Khi máy vận hành, các thanh sắt sẽ rung động và làm những quả cam rơi xuống. Đối với những cây cam trồng trên phố, các nước cũng sử dụng máy rung để thu hoạch, nhưng có thiết kế hơi khác hơn. Robot thu hoạch ớt Sweeper. Để thu hoạch ớt chuông được trồng trong nhà kính, người ta đã sử dụng robot Sweeper. Nó được thiết kế một cánh tay robot, được trang bị công nghệ AI, có thể phân tích mức độ chín tiêu chuẩn của ớt, sau đó thu hoạch những quả đạt chuẩn bằng lưỡi dao được thiết kế bên trên của cánh tay robot. Cỗ máy thu hoạch nông sản nào làm bạn ấn tượng nhất? Theo bạn thì nông dân Việt Nam cần những cỗ máy nào? Comment câu trả lời của bạn trong phần bình luận nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!